Mến chào ông bà cô bác, anh chị em và các bạn đã quay trở lại với kênh Kim Anh Xứ Người. Như đã có lần mình nói trong vlog vòng quanh San Francisco, mình nói là mình hứa là mình sẽ cho các bạn tham quan những danh lam thắng cảnh, những địa danh của San Francisco. Thì hôm nay mình sẽ mời các bạn cùng đi với mình tới Chinatown ha. Thì tiếng Việt mình tạm dịch ra là thành phố Tàu đó các bạn. Khu phố Tàu ha. Thì đây là đường để mình đi đến cái khu phố Tàu. Thì đường ở San Francisco thì nó cứ lên lên xuống xuống vậy nè các bạn. Mà building thì rất là nhiều luôn ha. Đó, các bạn thấy đó, những cái tòa nhà trập trời luôn. Mà rất là đông đốt xe cộ. Phải chờ đèn cũng rất là nhiều, cũng rất là lâu luôn đó các bạn. Nhưng mà rồi đây là cái parking nè các bạn. Đây là cái parking, cái chỗ để mà mình đậu xe. Thì nó để là 8 đồng. Nhưng mà không phải 8 đồng một giờ ngày đâu nha các bạn. Một giờ đó. Cho nên là mình tranh thủ mình parking rồi mình đi tham quan vòng vòng khu Chinatown này ha. Khu phố Tàu này. Thì mình đi từ từ, mình quay lên cho các bạn coi những cái tòa nhà chập chờn như vậy nè. Đó. Thì xe cộ rất là đông luôn. Đi bộ, mình vừa đi vừa cho các bạn ngắm khu phố Tàu ha. Thì các bạn thấy không, ở đây xe rất là không có đông lắm. Nhưng mà cũng cũng gọi là có xe rất là nhiều. Tại vì người dân mà sống ở đây họ ít đi xe hơi lắm các bạn. Họ đi xe bus, xe bus là nhiều. Còn mấy là xe cab. Còn không thì họ đi Uber hay là Lyft. Thì nó cũng Uber với Lyft nó giống như là taxi ở bên mình á các bạn. Đó, cho nên là nó đây nè các bạn, thấy cái bảng không? Welcome to San Francisco Chinatown. Đó. Rồi. Bây giờ là mình phải đi bộ thôi. Đi bộ dài dài đây nè các bạn. Đó, đây bắt đầu là toàn bộ cái khu vực này là khu phố Tàu không đó, của người Hoa, họ buôn bán kinh doanh rất là nhiều ha. Ở đây là tất đất tất vàng đó các bạn, rất là đắt đỏ mắc mỏ, có những ngôi nhà nó rất là cũ, nó lâu đời lắm đó, nhưng mà họ trùng tu lại, nhìn nó vẫn khang trang mới mẻ, nhưng mà thực chất là nó đã mấy trăm tuổi rồi đó các bạn. Một trăm mấy chục tuổi có cái thì cũng gần 200 tuổi có đó các bạn. Nhiều lắm đó, người ta đi bộ dọc dọc vậy nè. Ở đây chỉ có đi bộ thôi. Rồi ở đây nó cũng có một cái park phía bên tay trái mình á, để cho người ta đi bộ, người ta mệt mỏi người ta ngồi người ta nghỉ ngơi đó các bạn. Mình cũng đang đi bộ. Rất là mà mỏi chân nhưng mà đành phải chịu thôi. Đó. Đây cái cổng nó đi vô bên kia cổng, bên đây cổng đó các bạn. Đi bên kia là đi vô, bên đây là đi ra, là dành cho xe thôi đó. Đây là cái khách sạn Hilton nè các bạn. Đó các bạn coi kìa, nó cao chót vót luôn. Ở đây không có rẻ nha các bạn. Ở đây là cầu 300-400 đồng một đêm, nó là chuyện bình thường đó các bạn. 300-400 đô la đó một đêm. Yeah. Tại vì khu này cái gì cũng đắt đỏ mắc mỏ hết. Mình đi dọc dọc, đi dài dài ở đây nè các bạn. Tại vì đi bộ mà, cho nên vừa đi vừa cho các bạn ngắm ha. Đó, các bạn thấy mấy cái chữ Tàu không? Mà đây là toàn là khu phố Tàu. Đó, người Hoa sinh sống ở đây rất là nhiều. Thì khu này ngày xưa nó là cảng
cảng biển cảng San Francisco đó các bạn, khu tàu bè đồ đến nhiều, cho nên là người Hoa chọn nơi đây sinh sống, tại vì người Hoa thích kinh doanh buôn bán đó. Và rồi nó có thành cái quy một cái khu phố vậy nè của người Hoa không? Nó các bạn thấy đây là bán thuốc na, thuốc đông y, thuốc bắc rồi đó các bạn, rất là nhiều luôn. Rồi dọc dọc ở đây bán quần áo, bán đồ lưu niệm, bán nhà hàng đồ rất là nhiều. Nếu mình vừa đi mình vừa quay cho các bạn coi nè, có những cái kiến trúc cổ lâu đời lắm luôn á các bạn. Ở đây là nhà hàng ăn uống nè của người Hoa, thì nó có điểm sắm ở đây nè các bạn. Mình cứ đi dài dài cho các bạn coi ha. Đi một bên này rồi giờ qua phía bên kia. Giống như là khu, nhìn ở đây thấy nhớ chợ lớn ha các bạn ha. Khu chợ lớn của mình đó. Ngày xưa chợ gọi chợ lớn, sau này gọi chợ miền Bình Tây. Đó, khu phố Tàu đó nó có lồng đèn quá trời luôn đó các bạn. Khách tham quan cả thế giới đến đây rất là đông luôn các bạn. Của cả thế giới luôn á, chứ không phải của riêng gì nước Mỹ ha. Tại vì San Francisco này á là một trong những cái nơi mà sầm uất nổi tiếng cả thế giới luôn đó các bạn. Đó, họ bán quần áo, quà lưu niệm rồi thôi bán đủ thứ đó, thượng vàng hạ cám gì cũng có. Họ bán cũng có cái rẻ, có cái mắc á các bạn. Như mình thấy một cái móc khóa để móc chìa khóa đó, hình con thú chút xíu thôi, 19 đồng 99 mà chưa có tax nha các bạn. Rồi nhưng mà quần áo thì bán cũng tạm được. Giống như họ bán áo thun á các bạn. Áo thun mà nó có in chữ San Francisco nè. Thì hay là California rồi đó, thì họ bán ba cái 10 đồng 99. Nhưng mà khi mà bạn mua đó thì họ tính tax vô nữa là thành 13 đồng 99 nha các bạn. Tax ở đây rất là cao luôn. Đó, ở đây có nhà hàng, ngân hàng luôn nè, có đủ mọi thứ luôn đó các bạn. Quán ăn, phố xá, nhà hàng đồ thì thôi không có thiếu. Cho nên có nhiều người rất thích sống ở đây, tại vì ở đây cái gì cũng có đó các bạn. Giống như là khu chợ lớn của mình đó. Muốn ăn uống, muốn mua cái gì cũng có tiện lợi. Nhưng mà nó rất là đắt đỏ mà lại đông đúc nữa đó các bạn. Thật sự mình ở dưới Sacramento á, nó không có đông như vậy và cũng không có bị kẹt xe nhiều. Đây cho các bạn coi cái ngôi nhà này năm 1925 nè các bạn. 2025 là được 100 tuổi ha. 1900 25 đó các bạn, đó nhà cổ ghê không? Nhưng mà ở trên á là ở, còn ở dưới là họ kinh doanh nè. Chỉ có ở San Francisco thì có trường hợp này nha các bạn, chứ còn những tiểu bang khác hay là ở những cái thành phố khác thì không có cái trường hợp mà ở dưới á, kinh doanh mà ở trên được ở đâu nha các bạn. Coi như là khu kinh doanh riêng và khu nhà ở riêng, họ không có cho mình ở dưới để kinh doanh mà ở trên lầu để ở đâu các bạn. Đặc biệt là chỉ có khu San Francisco thì mới có trường hợp như vậy thôi. Tại vì đất chật người đông. Khách của cả thế giới luôn tới đây tham quan rất là nhiều luôn đó các bạn. Đó. Rất là nhiều ha. Các bạn giờ mình mời các bạn vừa đi coi vừa nghe nhạc nha.
Và nếu bạn là người lần đầu tiên đến với kênh Kim Anh Xứ Người, thì vui lòng cho mình xin một like, một share và một đăng ký nha, để tạo thêm động lực cho mình, để mỗi ngày mình lại tiếp tục đăng lên những video hay, bổ ích, những danh lam thắng cảnh và những món ăn ngon, đơn giản, dễ làm, để giúp cho các bạn được relax, thư giãn sau một ngày làm việc mệt nhọc ha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và đã đến lúc mình phải nói lời chia tay với các bạn. Cảm ơn các bạn đã coi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video kế tiếp.